Sáng ngày 15 tháng 3, Hội báo toàn quốc năm 2024 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức khai mạc tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hội báo năm nay đổi mới phương thức tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút 120 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí từ trung ương đến địa phương, các cấp hội nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngay trong sáng khai mạc, các gian trưng bày của nhiều đơn vị báo chí thu hút hàng trăm lượt khách tới tham quan, trải nghiệm, trong đó có nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học. Thùy Dương xin kính chào quý vị khán giả. Hội báo toàn quốc năm 2024 đã chính thức diễn ra và thu hút rất là nhiều khách tham quan đến 185 gian trưng bày đến từ 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Thùy Dương thấy thì có rất nhiều bạn trẻ đã có mặt cũng như là tham gia các hoạt động tại đây. Ngay bây giờ Thùy Dương sẽ làm một cuộc khảo sát nhỏ nhé. Thông qua thầy cô mà em được biết đến Hội báo chí toàn quốc năm 2024. Qua thông báo từ nhà trường, qua cô giới thiệu, qua sự giới thiệu của các nhân viên của trường khoa. Có đọc tin tức ở trên Facebook và các trang mạng xã hội khác nói về cái hội báo ngày hôm nay. Em đến đây và em thích nhất là cái gian trưng bày của HTV. Em rất là thích cái gian hàng báo của trường báo chí và tuyên truyền ở đây. Khi mà được thấy rất là nhiều người tới check in ở đây cũng như là các ban lãnh đạo, các quý thầy cô và những cái tờ báo rất là hay. Ấn tượng với lại cơ quan của HTV đài truyền hình thành phố, tại vì có rất là nhiều hoạt động để các bạn có thể trải nghiệm cũng như là biết được là họ công việc báo chí của họ là gì. Khi em đến hội báo, em rất là thích gian hàng của VTV. Em ấn tượng nhất là với gian hàng của HTV. Nhà báo tốt thì mình cần có những cái yếu tố như là mình phải đam mê với ngành, phải có sự sáng tạo với lại là năng động. Khi mà muốn bắt đầu làm báo hoặc là muốn bước sang nghề báo thì em nghĩ mình cần phải có một số yếu tố như là phải có tính nhanh nhạy và mình phải nhất là kiên trì. Em nghĩ cái điều mà bọn em hay nản lòng nhất là mình bị thiếu sự kiên trì và em nghĩ mình cần phải rèn luyện thêm điều này rất là nhiều. Em không quá rành về các tố chất nhưng em nghĩ điều cần có chính là đam mê ạ. Mình có đam mê là mình sẽ làm được, có quyết tâm. Em nghĩ là mình phải biết quan sát và mình phải linh hoạt cảm nhận được những cái mà tin tức nóng hổi nhất và mình biết ít nhất là mình cũng phải có kiến thức để mình viết ra những từ ngữ sao cho đúng để cho khán giả cập nhật được. Đó chính là cái đam mê, đúng rồi, phải có đam mê thì mới có cái động lực để mà làm. Cái thứ hai đó là người làm báo họ phải khá là nhạy bén và khá là sáng tạo để mà họ có thể nắm bắt được thông tin đang xuất hiện ở trên mọi miền của xã hội. Khi tham gia hội báo này thì em được tiếp xúc với các thầy cô, các thầy cô truyền cảm hứng cũng như là cung cấp các kiến thức, đọc những cái kiến thức, những cái tờ rơi ở trong chương trình thì em càng cảm thấy là mình được sống trong cái không khí rộn ràng của hội báo và được tiếp thêm động lực, cái niềm cảm hứng để có thể phấn đấu hơn trong ngành học của mình. Tụi em đến đây với một cái mong muốn là được biết thêm đến nhiều cái kênh truyền hình hơn và mong muốn là sẽ tìm được một nơi thích hợp để tụi em có thể thực tập. Đây là một cái hội báo cho em mở mang tầm mắt của em rất là nhiều, bởi vì là có nhiều cái đơn vị mà trước giờ em chưa từng được biết, thấy được những cái sản phẩm của họ, cách làm việc của những biên tập viên, những phóng viên ở trong này như thế nào. Thông qua đây thì em thấy được là mọi người có thể thấy được cái sự giao lưu giữa các nền tảng báo chí khác nhau, cũng như là thông qua hội báo này thì mọi người có thể thấy được và tìm hiểu cũng như là biết thêm được các cái kênh thông tin chính thống, để từ đó mình có thể tiếp nhận thông tin một cách chính xác cũng như là toàn diện hơn.